Trong hơn 15 tháng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Anh là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ, đi tiên phong gửi nhiều loại vũ khí tiên tiến cho chính quyền Kyiv, cũng là nước đầu tiên cung cấp viện trợ sát thương và các hệ thống tiên tiến như xe tăng phương Tây cho Ukraine. Anh cho đến nay đã hỗ trợ tổng cộng 4,6 tỷ đô la Mỹ, 107.000 tỷ đồng cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhiều thứ hai trong số các đồng minh của Ukraine sau Mỹ, 37,6 tỷ đô la Mỹ theo Forbes. Theo giới phân tích, ngoài việc thúc đẩy chiến sự kết thúc thông qua các gói viện trợ quân sự, các quan chức Anh cũng đang gây áp lực lên các chính phủ khác bao gồm Mỹ. Tất cả điều này nhằm đảm bảo cho Ukraine chiếm thế chủ động trong bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Nga. Theo đài NBC News, minh chứng cho tính toán của Anh có thể thấy từ việc nước này gửi 14 xe tăng chiến đấu Challenger 2 tới Ukraine vào tháng 3. Khi đó, một số nhà phân tích nói rằng động thái này chỉ mang tính tượng trưng vì số lượng xe tăng quá ít để tạo ra sự khác biệt đáng kể về mặt quân sự, và Ukraine không có nguồn cung hậu cần về lâu dài cho những chiếc này. Tuy nhiên, ngay sau khi Anh gửi xe tăng tiên tiến đến Ukraine thì Đức và Mỹ cũng đã làm điều tương tự. Ông Tobias Elwood, một thành viên bảo thủ của Quốc hội và Chủ tịch của Ủy ban tuyển chọn quốc phòng Anh nhận định rằng xe tăng Challenger không nhất thiết phải là hệ thống mà Ukraine cần. Tuy nhiên, theo ông, việc cung cấp loại vũ khí này sẽ cho phép những người khác làm theo. Ông William Taylor, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, nhận định Anh đang đi tiên phong trong hỗ trợ chính quyền ông Zelensky. Anh là một trong những nước đầu tiên cung cấp các hệ thống vũ khí tinh vi khác, bao gồm xe bọc thép, hệ thống tên lửa phóng loạt, vũ khí chống tăng hạng nhẹ, tên lửa dẫn đường tầm ngắn và tên lửa phòng không cho Ukraine. Anh cũng là quốc gia duy nhất cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow với tầm hoạt động 250 km và máy bay không người lái có thể bay xa 200 km cho Ukraine. Theo tướng đã về hưu Ben Hodges, người từng là tư lệnh lục quân Mỹ ở châu Âu, điều này đã làm giảm bớt lo ngại từ các đồng minh về việc gửi cho Ukraine vũ khí tầm xa có tầm bắn vươn đến Nga. Các quan chức Anh cũng cho biết nước này hy vọng sẽ phá vỡ thế bế tắc ngoại giao khi đồng minh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, lo ngại rằng việc cung cấp cho Kyiv những loại vũ khí có thể kéo nhóm này vào cuộc chiến trực tiếp với Nga. Ngoài ra, theo ông Daniel Vadik, chủ tịch công ty tư vấn Doctor Solution, Mỹ, việc Anh chuyển giao vũ khí tiên tiến cũng phản bác những nghi ngại rằng việc quyết định của London là không thực tế, vì Ukraine không thể sử dụng và bảo trì chúng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các quan chức Anh thừa nhận rằng việc cung cấp vũ khí một cách chắp vá như vậy cho Ukraine sẽ không đảm bảo Kyiv có một chiến thắng cuối cùng. Theo tờ Daily Mail, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây cũng thừa nhận rằng phương Tây đang cạn kiệt nguồn viện trợ quân sự và phải mua thêm để kịp gửi vũ khí cho Ukraine. Một báo cáo được công bố vào tháng 3 nêu rõ rằng nếu các khoản viện trợ cho Ukraine tiếp tục với tốc độ hiện tại, thì sẽ mất 10 năm để kho vũ khí của Anh đạt đến mức chấp nhận được. Trong bối cảnh đó, phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng London tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết vẫn cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine trong thời gian dài. London vẫn đang dẫn đầu cuộc đàm phán với các đồng minh về những thỏa thuận dài hạn để đảm bảo an ninh cho Kyiv. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.